Được. Cái chỗ sinh lầy ở bữa này anh em. Kìa, bây giờ xe mình đậu chỗ kia luôn rồi. Không có thể nào qua được. Đây anh em. Nó sinh ở đây thì anh em cứ thử tưởng tượng đi. Xe sao qua. Đây bây giờ xe mấy ủi mấy múc họ đang khắc phục kìa này. Những sinh lầy. Mình cho anh em xem cái mức độ sinh lầy. Ở đây. Anh em có thể thấy không? Nó sình lầy cỡ đây mà sao xe mình qua được. Xe hai cầu mà cũng khắp hết nước mắt mà đừng nói xe mình. Đường bê tông ngay đây nè anh em. Đây đường bê tông nó đi thẳng ở đây. Đi thẳng ở đây này, nó cua qua ngay chỗ cái xe máy múc đấy. Đây, nó cua thẳng qua cái xe máy múc đấy. Tuy nhiên thì anh em thấy không? Bây giờ người ta múc đi tạm phía bên này. Hay đường bê tông đây. Bữa mình bị mắc kẹt ngay đây nè anh em. Bữa mình bị mắc kẹt ngay đây này. À, bây giờ người ta đang khắc phục trên kia là đấy, bên kia giờ đang ủi ra để khắc phục đấy, đấy đang ủi đấy. Cái cục đá đấy là hầu trước nó nằm giữa đường đấy, bây giờ người ta đang ủi nó ra đấy. Ôi thôi mình chắc mình chuồng thôi chứ không, cục đá mà nó lăn xuống là toang đấy anh em thấy không. Bây giờ đang khắc phục, tuy nhiên thì bây giờ đây ở đây nói chung là cứ ủi lần ủi tới đường bê tông đây, mây ra mưa là nó nói ra là mây ra mình đi được. Anh em thấy mấy ủi đang ủi cái cục đá không? Đấy cục đá ra đó. Bên kia bên trên kia là có một cái chiếc máy múc nữa để khắc phục chiếm. Và ở trên kia có anh Hiền. Anh Hiền thì anh phụ trách cái công việc là cắt hết mấy cái cây mà nó sạc ở dưới đây, cắt dứt ra hết. Đấy. Wow. Anh em thấy không? Lại wow, rắn. Anh em thấy rắn không? Rắn lục. Đây này. Rắn không? Ghê không? Cái lục đại cánh cũng có khả năng chết đó anh em. Đây. Làm anh mấy múc con múc đẩy đi. Wow. Trò lăn lộn. Nát hết. Đây. Em thấy cái vực sâu không? Cái vực cây sâu quấy luôn á này. Ồ sâu. Xe bên kia nè. Xe mình đậu dưới kia. Ở đây cái trại để chuẩn bị để người ta ở đây, để người ta khắc phục ủi cái này này. Rồi mình chuồng xuống rồi nè. Lò mà rút xuống để người ta làm. Đây, ủa nó trượt lầy dạ. Lầy quá anh em. Mình đi mà còn trượt mà nghĩ sao mà xe nào chạy ra được vậy. Mình đi còn trượt dày mà xe nào chạy ra được. Lầy quá. Đây, cái đây tí nữa học sinh nó xuống nó leo lên xe mình đây mới dập xương nè. Đồ quá, đây mà nó xuống nó vô ồm hết cái dép nó rồi. Xong bắt đầu nó leo lên xe mình mới bá cháy á. Đây, chia sẻ cho anh em luôn. Một chiếc gọi là Oran. Đây là gọi Oran phải không hay? Mình cũng chả biết nữa. Tuy nhiên ơi, cái xe này anh em, chiếc xe hiện thoại. Chiếc xe hiện thoại của chú Kiên. Đồ ghê không? Cái xe này là từ cái thời trong Mỹ, trong Pháp bắt đầu tới bây giờ chứ không phải cái xe mới đây hả? Nhìn nó cứng cáp mà nó hầm hố gốm không anh em. Ba cầu luôn á. Chiếc Oran ba cầu. Đây. Chiếc này chắc nó, nếu mà chạy chắc nó ngốn dầu chắc cũng phải kinh khủng. Tuy nhiên thì chỉ có công trình mới chơi nuôi nổ cái xe đó.
Đây, tí nữa anh em mấy đứa mình xuống nó leo lên xe mình chắc cũng gặp xương, chắc mình phải bắt nó đi rửa chân hết rồi mới cho leo lên xe. Rồi mình tạm ngừng ở đây anh em ơi.